Dân, Long An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày 17 tháng 10 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày hôm qua Long An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 28 và 82. Bát càng chiều trụ đó là 128, 282 và 982. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có lộc ở miền đó là cho tất cả quý bà con miền Bắc với con 82. Cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Khá đáng tiếc là cặp 2882 thì miền Nam và miền Trung ngày hôm nay thì chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay. Ngày hôm qua chốt 0990 thì ngày hôm nay nó mới về. Chốt 0990 thì ngày hôm nay nó mới về đầu đuôi cho tất cả quý bà con này, miền Bắc này. 0990 luôn. Quá đáng tiếc cho tất cả quý bà con. Ngày hôm qua chúng ta đáng lẽ chúng ta đã có lộc lớn rồi, ngày hôm nay nó mới về, quá đáng tiếc. 0990 thì ngày hôm qua Lộc An cũng nói tất cả quý con rồi là chúng ta có thể nuôi thêm một ngày nữa cái cặp 0990. Ngày hôm nay cũng đã có lộc cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay quá đáng tiếc là cặp 2882 ở ngày hôm nay thì miền Trung và miền Nam nó không có lộc, nó về 81 thì miền Nam nó về 81. Quá đáng tiếc, nhưng mà ở kênh phụ của Lộc An thì ngày hôm nay vẫn rực rỡ cho tất cả quý con cặp 3 miền Bắc Trung Nam ở kênh phụ. Đó, 81 cho tất cả quý con mà nó không về 82, quá đáng tiếc. Thì cũng xin chúc mừng tất cả quý con miền Bắc, ngày hôm nay chúng ta đã có lộc cho tất cả quý con với con 82. Và ngày mai là ngày 18 tháng 10 năm 2024 thì Long An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 89 và 98. Ba càng siêu chủ là 389, 698 và 898 cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý con nhé. Quý con chú ý là ở trên kênh thì chúng ta chơi nhỏ nhẹ, chơi tham khảo thôi. Còn quý con nào muốn những con số chuẩn chắc thì hãy vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Trên Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng và gửi đến tất cả quý con những con số nó chuẩn hơn, chính xác hơn, gửi đến tất cả mọi người những con số chuẩn chính xác thì gửi đến tất cả quý con ở trên Zalo. Và Zalo là chỉ chọn ra từng đài, từng miền cho tất cả quý bà con để quý con thì chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Trên Zalo là Lộc An có thời gian nghiên cứu nó dài hơn, và ở trên Zalo là miền Nam ba đài thì Lộc An sẽ chọn ra một đài để gửi đến tất cả quý con. Miền Trung đó là chúng ta có hai đài, ngày mai có hai đài. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào vào nhắn tin Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con. Nên quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An quý con nhé. Dạo này thì trên kênh thì chúng ta nó thực sự thì có lộc nhỏ thôi. Nhưng mà hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có sự may mắn hơn cho tất cả quý con vào ngày mai. Thì quý con cũng chú ý là cái cặp 2882 này có thể miền Bắc ngày mai nó sẽ ra đầu đuôi cho tất cả quý con. 2882 bộ 23 cũng khá là đẹp cho tất cả quý con. Đó thì quý con chú ý tham khảo. Thì ngày mai cặp 8998 cũng khá là đẹp, bộ 34 và tổng 27. Tổng 27 cho tất cả quý con miền Bắc thì nó cũng đang còn khang. Nó đang khang tổng 27 nhưng mà cái tỷ lệ chiến thắng ngày mai khá là cao. Nên là quý con cũng nhớ chú ý 8998 ngày mai đẹp ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Đó thì quý con nhớ. Và đặc biệt là miền Bắc thì đẹp hơn, thì quý con chú ý tham khảo. Còn quý con nào muốn những con số chuẩn chắc, cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc quý con nhé. Hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc cho ngày mai. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có một ngày lộc lớn cho tất cả quý con ở cặp ba miền Bắc Trung Nam ở trên kênh cũng như trên Zalo. Thì quý con nào đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần muốn vào bờ, quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc quý con nhé. Ngày hôm nay thì trên Zalo Lộc An đã có sự may mắn, sự chiến thắng lớn cho tất cả quý con. Chiến thắng giòn nhà cho tất cả quý con cặp ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả quý con ở ngày hôm nay trên Zalo. Chỉ quý con nhớ là vào Zalo Lộc An là chúng ta hãy dọc kênh này và chúng ta trượt xuống phần bình luận quý con nhé. Chúng ta trượt xuống phần bình luận. Đó. Thì ngày hôm nay cái lượt like nó khá là thấp. Thì ngày hôm qua chúng ta chưa có lượt lớn. Thì quý con nhớ là ấn vào link này. Đó, chúng ta ấn vào link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia như thế này. Nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia. Thì quý con chỉ ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An thôi. Còn quý con nào dùng điện thoại iPhone, đó thì quý con ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó cũng sẽ hiện ra cái chữ chôm Google và Safari như thế này. Nó sẽ hiện ra cái chữ chôm Google và Safari như thế này. Thì quý con nếu nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì quý con ấn vào chôm. Quý con nào dùng iPhone, iPad thì quý con ấn vào Safari. Khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia. Thì quý con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An thôi. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ chốt số miễn phí cho tất cả quý bà con. Quý con nhớ nha, Zalo Lộc An là chốt số miễn phí nên quý con cứ an tâm. Khi vào Zalo Lộc An
vào Gia Lô Lan là sẽ chắc thắng cho tất cả quý con, để quý con thì chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Quý con hãy nhanh tay kết bạn với Gia Lô Lộc An để nhận có sự may mắn và sự chiến thắng lớn cho tất cả quý con ở cặp ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả quý con đó. Nên hãy nhanh tay kết bạn. Quý con nào đang xa bờ để thua tha nửa đời, quý con chơi toàn quốc lớn thì chúng ta nên vào Zalo. Bởi trên Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ ưu tiên cho tất cả quý con ở trên Zalo những con số nó chuẩn hơn, chính xác hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn cho tất cả quý bà con để quý con thì chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để có sự may mắn và sự chiến thắng cho tất cả mọi người. Và quý con nhớ là trên Zalo Lộc An là chỉ chọn ra từng đài từng miền thôi. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài, còn trên Zalo là chỉ chọn ra từng đài từng miền. Nên quý con cái lượng cái tiền xác bỏ ra nó khá là ít và tiền lời nó khá là cao. Quý con nhớ nha. Đó. Thì ngày hôm nay thì Lộc An cũng xin cảm ơn những cái lượt like và lượt đăng ký kênh của tất cả quý bà con. Và ngày hôm nay thì Lộc An cũng hơi buồn một chút là cái lượng like là nó thấp hơn, bởi vì là thực sự dạo này thì trên kênh chúng ta chưa có lộc lớn, chưa chiến thắng được đầu đuôi cũng như ba càng hay siêu chủ, nên là mong quý con cũng thông cảm. Thì ngày hôm qua mới vừa chốt 0990 xong miền Nam miền Bắc xong thì ngày hôm nay nó ra đầu đuôi ra đặc biệt luôn. Ngày hôm qua thì chốt 7887 thì ngày hôm kia chốt 7887 thì ngày hôm qua nó mới ra đầu đuôi, thì ngày hôm nay 0990 cũng vậy. Thì ngày mai quý con chú ý 2882 có thể là ngày mai nó ra đầu đuôi cho tất cả quý con miền Bắc cũng như miền Nam miền Trung, thì quý con nhớ. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có lộc lớn cho tất cả quý con ở trên Zalo của Lộc An. Ngày hôm nay thì tưng bừng rực rỡ luôn, 0990 0440 miền Bắc đầu đuôi, cũng như là miền Nam An Đại An Giang chiến thắng rực rỡ 3993, miền Trung Đài Bình Định chiến thắng được 020, tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý con luôn. Thì ngày hôm nay này, miền Nam thì chúng ta chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con Đại An Giang này. Đại An Giang chúng ta chiến thắng mạch thủ con kép 22, xiên là 2209 này. Và đầu đuôi là 3993 Đại An Giang, quý con nhé, mạch thủ 22, xiên 2209 và đầu đuôi là 3993 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con, mạch thủ 22, xiên 2209 và đầu đuôi 3993 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Chiến thắng giòn giả cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. Thì đường cầu này miền Bắc này cũng khá là đẹp, miền Nam cũng khá là đẹp cho tất cả quý con luôn. 0990 3993. Đây. Chúng ta cứ lấy 3 chạm chúng ta ghép lại cho chúng ta được có, chúng ta sẽ có 4 số thôi. Và nếu như trùng kép trùng con kép thì chúng ta chỉ có 3 số thôi. Đây. 3223 3883 chiến thắng 83. 2 ghép 2 chúng ta 22, 2 ghép 8 2882 chiến thắng 82, và 3 gấp 9 3993 9 gấp 0 0990 ở Đài An Giang. Chúng ta ngày hôm nay chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với 3993. Đường cầu đầu đuôi khá là đẹp cho tất cả quý con ở ngày hôm nay Đài An Giang quý con nhé. Đài An Giang chúng ta đã có lộc lớn cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. Chúng ta đã có một ngày rực rỡ cho tất cả quý con ở ngày hôm nay Đài An Giang. Chúng ta chiến thắng con mạch thủ 22 này, xiên 2209 này, đầu đuôi là 3993 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Còn quý con miền Trung, miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng Đài Bình Định với cái mạch thủ đó là 57, xiên là 57 và 10 và đầu đuôi đó 020 và 0660 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Đài Bình Định mạch thủ đó là 57, xiên 57 10 và đầu đuôi đó là 020 0660 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý con ở trên Zalo của Lộc An, quý con nhất Đài Bình Định. Thì ngày hôm nay đây, cái đường cầu này nó cũng quá là tuyệt vời luôn. Đường cầu quá là rực rỡ cho tất cả quý con luôn. Đây, chúng ta vẫn cứ lấy ba chạm chúng ta ghép lại. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý con đây. 0990 0330 chiến thắng 30. 1661 66 chúng ta chiến thắng với con 16. Ngày hôm nay 0220 và 0660 chúng ta chiến thắng 020. Và cầu miền Trung nó báo đây. Nó báo ở đây đường cầu đầu đuôi quá là đẹp luôn cho tất cả quý con. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con miền Trung quý con nhé. Đó, có lộc lớn cho tất cả quý con miền Trung. Bạch thủ 57, xiên 57 và 010 và đầu đuôi đó là 2002 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý con miền Trung. Ngày hôm nay chúng ta rực rỡ, thành công may mắn cho tất cả quý con. Và miền Bắc thì không thể nào tuyệt vời hơn. Với con bạch thủ 96, xiên là 9603. 9603 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. 0330 tưng bừng rực rỡ hai nháy. Rồi. Và đầu đuôi là 0990 0440 bộ lót bộ 04.
Bộ 04 gồm có 8 số 0440, 0990, 5995 và 4554. Thì ngày hôm nay, Long An đã gửi đến tất cả quý con miền Bắc. Chúng ta là có lộc lớn cho tất cả quý con với 96 và 03 cho tất cả quý con. Thì cái đường cầu miền Bắc mà con bạch thủ 03 thì quý con nhớ là nó ăn khá là dài rồi. Thì ngày hôm nay vẫn có cái sự may mắn này. Nó ở dãy 4 này này quý con này. Dãy 4.3 và hai con thứ hai và thứ ba này, 0330 này. Đó, ngày hôm qua nó về 26 bà nháy này. Ngày hôm qua nó về 26 bà nháy này. Đó. Ngày hôm trước nữa thì chúng ta chiến thắng được con 0550 này. Đây 5005 05 về 05 này. Đó, về 05 đầu đuôi này. Ngày hôm qua nó về 26 bà nháy này. Về 26 bà nháy đúng không? Thì ngày hôm nay nó về 0330 hai nháy. Thì ngày mai quý con nhớ là về nếu như kết thì vào lô 3443 ngày mai khá là đẹp luôn. 3443 ngày mai có thể tỷ lệ chiến thắng khá là cao ở miền Bắc, thì quý con chú ý tham khảo. Thì ngày hôm nay cái đường cầu 0990 này thì cũng khá là đẹp luôn, bộ 04. Đường cầu vàng đây ăn được 2 tuần rồi, thì ngày hôm nay là tuần thứ 3. Đây cho tất cả quý con này, 9 gấp 8 8998 chiến thắng 89 ăn thẳng 98 này. 4 gấp 9 rồi 4994 chiến ăn thẳng 94 này, ngày hôm nay là 0 gấp 4 0440. À, ăn thẳng 0440 và 0990, bộ 04 cho tất cả quý con. Quý con miền Nam thì có thể là không hiểu về bộ, nhưng mà quý con miền Bắc hiểu được về bộ và quý con biết được, chúng ta hiểu được cái đường cầu này. Đúng không ạ? Quý con miền Bắc thì có thể là hiểu được cái đường cầu này, nhưng mà quý con miền Nam thì không hiểu. Nhưng mà là Quang cũng nói tất cả quý con như vậy, bộ 04 cũng có 8 số thôi. 0440, 0990, 5995 và 4554. Thì chúng ta chiến thắng rực rỡ 0440 và 0990, lock 5995, 4554 cho tất cả quý bà con. Và cũng như cái con 0990 này là một cái đường cầu tháng của Lộc An, thì ngày hôm nay cũng đã rực rỡ cho tất cả quý con. Thì quý con nào đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần và tin tưởng Lộc An thì hãy vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Quý con nhớ là ấn vào đường link này, chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra một cái chữ tham gia. Quý con nhớ nha, nó sẽ hiện ra một cái chữ tham gia, thì quý con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An thôi. Đó, nó khá là đơn giản, chỉ cần là chúng ta ấn vào đường link. Đây, quý con nhớ nha, chúng ta ấn vào đường link, chúng ta phải ấn vào đường link. Lộc An là không gửi số Zalo mà gửi đường link Zalo. Quý con nhớ phải vào đúng Zalo. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí xin lộc thì đó không phải là Lộc An. Quý con nhớ nha, Lộc An là không thu phí, không xin lộc. Quý con ấn vào đường link này thì nó sẽ hiện ra cái chữ chôm Google và Safari như thế này này. Quý con nào dùng Samsung, Oppo, Redmi, Huawei, điện thoại hệ điều hành Android thì quý con ấn vào chôm. Quý con nào dùng iPhone, iPad thì quý con ấn vào Safari. Khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia. Thì quý bà con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An thôi. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con. Nên quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An quý con nhé. Đó, ở trên Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ có những con số chuẩn, chính xác, tỷ lệ chiến thắng cao mà chỉ từng đài, từng miền thôi. Nên là quý con nhớ vào Zalo Lộc An. Và Lộc An cũng đã ghim một cái đường cái kênh phụ, thì quý con nhớ là qua phần cộng đồng. Quý con xem kênh chính rồi, quý con qua phần cộng đồng, quý con ấn cho Lộc An một cái lượt. Đó là chúng ta qua kênh phụ, chúng ta cho Lộc An một nút like cũng như lúc đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển. Thì ngày hôm nay được 353 người đăng ký rồi và có 42 lượt like. Thì Lộc An cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Để hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có sự may mắn và sự chiến thắng lớn cho tất cả quý con. Thì quý con nào mà đang xa bờ này, đang thua tha, đang nợ nần, đi rất nhiều nơi rồi mà chúng ta chưa có lộc, thì hãy vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc quý con nhé. Ở trên Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho tất cả quý con những con số chuẩn, chính xác mà tỷ lệ chiến thắng cao và chỉ từng đài, từng miền thôi. Ngày mai miền Nam chúng ta có Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Trung có Gia Lai và Ninh Thuận. Thì quý con nào chơi đài nào, chơi đài Vĩnh Long, chọn cho tên đài Vĩnh Long, chơi đài Bình Dương, chọn cho tên đài chính tin đài Bình Dương. Và quý con miền Trung cũng vậy, hai đài thì chỉ chọn ra một đài để gửi đến tất cả quý bà con thôi. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc quý con nhé. Vào Zalo Lộc An là sẽ chắc thắng cho tất cả quý bà con, nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn số chắc. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn có lộc phát tài, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an, chơi lô thắng lô, chơi sổ số thắng sổ số. Và đừng quên rằng xem video Lộc An, ủng hộ cho Lộc An thật nhiều để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh, để
để Lộc An có cái động lực để cùng tất cả quý bà con tìm ra những con số nó chuẩn hơn, chính xác hơn để gửi đến tất cả quý bà con, để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Và mong rằng quý con hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An, dù rằng chúng ta có lộc lớn lộc nhỏ, dù chúng ta có chiến thắng miền nào đi chăng nữa, hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.